Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay sẽ là một clip lắp đặt thực tế một bộ dàn, mình nâng cấp bộ dàn âm thanh dành cho một cái phòng dạy nhảy với một diện tích khá lớn. Mời mọi người cùng xem chi tiết nha. Bắt đầu thôi. Ok, thì hôm nay là một cái phòng dạy nhảy ha, với diện tích tầm khoảng từ 7 x 12 là tầm khoảng gần hơn 80 m². Thì với một cái phòng như thế này thì tường của nó hầu hết là sẽ làm bằng thạch cao. Hiện tại là đang có, như mình thấy là có 3 vách thạch cao, là 1 vách này, 2 vách này, 3 vách thạch cao. Chỉ có vách này là tường thiệt thôi. Và hiện tại đang là được trang bị 2 cái loa JBL Control 30, một dòng loa chính hãng của JBL, rất là chất lượng. Tuy nhiên hiện tại âm thanh vẫn chưa có đạt. Lý do tại sao thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Với một cái phòng dạy nhảy như thế này á, thì thứ nhất là âm thanh rất là bị vang. Vì sao ạ? Mọi người có thể thấy đây, kính là 1 này, trang trí trần bị hõm là 2 này, 2 thứ này, 2 cái này là tạo nên độ vang. Mọi người thấy là khủng khiếp không? Một cái phòng vang như thế này thì nếu mà mọi người sử dụng một cặp loa lớn như Control 30 thì nó bị hâm tiếng lâu. Với những cái phòng như này, kinh nghiệm của bên Thiên Vũ chia sẻ sẽ là xài những cặp loa nhỏ như là Column Array, như là những dòng Coast 8, những dòng mà lâu rất là hạn chế, và tất cả cái phần trầm mình sẽ lấy qua sub, thì âm thanh nó sẽ bị đỡ bị dội hơn và dễ xử lý hơn. Và đặc biệt với bộ dạng như thế này bắt buộc mọi người phải xài vang số mới xử lý được. Ok, vậy thì hiện tại dàn hiện tại nó đang xài cái gì cùng mình xem nhé. Ôi giời ơi. Mình vừa mới phụ Huy đỡ một cái loa xuống. Loa Control 30 rất nặng mọi người. Nặng khủng khiếp luôn á. Với những dòng này nhưng mà thùng nó vẫn bằng nhựa nha mọi người. Nặng cái thùng vẫn bằng nhựa. Dòng này dòng cơ bản rồi, thùng nhựa của JBL. Dòng này là chính hãng 3 sao nha mọi người, chứ không phải là hàng fake đâu à. Nè, mọi người cho mọi người coi nè. Hàng chính hãng 3 sao ha. Tem này tem bảo hành nè. Mình chỉ chia sẻ cái vụ mà bảo hành này sau nha. Đó, hàng chính hãng 3 sao JBL đồ chuẩn luôn. Bên kia cũng vậy luôn. Mình mới gỡ xuống rồi. Đây, còn tiếp. Đây, khách đang xài một cục đẩy Crown này. Với một cái mixer này. Mình cái này như cái văng cơ hay sao á. Mình theo mình nhìn nó là một cái vang cơ và thêm một cục sub. Đó, mọi người thấy sao ạ? Nói chung thật ra hệ thống này nếu mà đối với một cái phòng bình thường thì nó cũng đã hoàn chỉnh rồi. Tuy nhiên phòng này là một phòng dạy nhảy, nó rất là đặc thù, rất vang. Nên sao? Thứ nhất, câu chuyện là tại sao nó có cái sub này. Đầu tiên là cái bộ dàn này lúc với khách này là theo cách chia sẻ nha, lúc đầu thì bộ dàn này không có sub đâu. Tuy nhiên sợ vì cái âm thanh này nó bị quá bị vang, cái tiếng vang á, nó bị delay lại á, nên là gần như cặp loa đánh nghe tiếng chép, tiếng bass rất là nhiều, cái tiếng chép rất là nhiều, và gần như không tiếng lâu đâu, bởi vì nó bị hum quá nhiều, nên là có thể là kỹ thuật viên đã cắt trên này rồi, thế nên là khách không nghe thấy cái phần bass đâu nữa, nên là khách bật ráng, bắt đầu ráng như con vang cơ này, bắt đầu mở phần trầm như con vang cơ này lên, thì sao? Khi mình ráng một cái cặp loa nó không có phần trầm nhiều, quá nhiều, mà mình ráng lên nữa thì nó cháy bass. Cháy bass thì đó là lý do có cái tem bảo hành đằng sau loa đó, là cái loa đó đã từng bị cháy rồi, bởi vì mình ráng một cái gì đó, đó nó sẽ bị cháy. Và sau khi sửa về thì khách có bổ sung thêm một cái sub này. Cái sub như này mình đã nói rất nhiều trong rất nhiều clip rồi. Sub này là sub xem phim, không phải karaoke. Mọi người cứ nhìn hình dáng kiểu này là sub xem phim, không phải karaoke. Đó, nên là cái tiếng trầm này nó đánh kiểu phía dưới không mà, nó tiếng kiểu sâu quá, nó không ra tiếng chất nhiều á, nên là nó bị la sang nhà hàng xóm, và anh khách bị than phiền về cái tiếng sub. Khi mình mở lớn lên là khách là bên hàng xóm chịu không nổi. Đó, nên là qua câu chuyện mình có chia sẻ như thế á, thì mình cảm thấy nó giống một cái đề tài mà mình đã nói với mọi người rồi. Tức là khi mọi người đầu tư một bộ dàn âm thanh, mọi người nên tìm hiểu về các sản phẩm của nó gồm những gì, có công dụng ra làm sao. Bởi vì nếu mà mọi người chỉ nhìn vô cái loa, mọi người chỉ đầu tư một cái loa thật xịn Thì còn Control 30 qua đó phải một cặp nó lên đến 40 triệu mọi người, cách mấy mấy năm rồi, 40 triệu. Rồi một cái đẩy Crown đến mười mấy triệu nữa. Thì mọi người thấy không, có nghĩa là đồ rất xịn nha, không phải là đồ chính hãng hoàn toàn. Chất lượng rất tốt. Tuy nhiên khi đưa vào size, sử dụng size một ít, làm một cái việc mà loa không thể làm. Trong khi vấn đề đó rõ ràng nó làm được cái việc nó hay hơn, nhưng mà mình đang bắt nó làm một cái việc sai nên là dẫn đến cháy loa. Vậy thôi. Đó. Thì mọi người thấy không? Bây giờ là hầu hết là gần như là mình phải gỡ cặp loa này xuống, mình tận dụng cho cái quán cà phê quán ở dưới. Hoặc là một phòng nhỏ hơn ở dưới nữa, tùy theo nhu cầu của khách mình sẽ lắp lại cho khách và bỏ luôn con sub này, gần như con sub này sẽ không xài được nữa, bởi vì thật ra là nó bị sai nguyên tắc quá nhiều nên là gần như bỏ. Cái vang này cũng là bỏ luôn nè. Nếu mọi người lắp một bộ mà kiểu lắp cho cà phê, chơi loa âm trần này kia thì xài cái bộ này được, với con vang cơ này được, chứ mà mọi người làm một bộ mà cầu kỳ có loa có sub thì không nên xài những con như thế này, nó sẽ phá loa mọi người rất là nhanh và không nên xài, và nó chả căn chỉnh được gì cả, chất lượng thấy rất là kém. Không nên sai nha mọi người. Mọi người có tò mò về các sản phẩm mà mình sẽ lắp đặt thay thế cho một cái không gian phòng nhảy rộng như thế này không? Đón chờ clip tiếp theo của Thiên Vũ nha. Bye bye.